Va aquí con globo. ¡Ay, ay, ay, ay! Đến với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mời tất cả mọi người xem. Ồ, xem cái giỏ lãi đặt máy xe nè, ngon lành không? Được, có anh chạy giỏ lãi tới nè. Quá đã luôn. Quá xịn. Đây nè. Quá dữ. Quá dữ. Ồ, mọi người xem ha. Ồ, chạy cái sóng lên giật gạt luôn. Hiện tại thì mấy chiếc này người ta đang xuất phát rồi nè. Này cái máy gì đây? Cha nắng quá nhìn không rõ mọi người. Về kìa. Rồi mấy anh này cũng đang xuất phát luôn nè. Rồi các bạn nghe tiếng máy đã không? Ở đây thì đặc biệt là gió lãi rồi tất cả đều đặt máy xe hết nè. Để di chuyển nổi ở cái khúc sông này. Nước chảy rất là xiết luôn. Đây nè, các bạn thấy không? Wow, đây nè, đang quay đầu lại chạy nè. Quá lục bình nè. Ở đây mấy anh này cũng đang định quay đầu nữa hay gì đây. Ba chiếc cùng lúc luôn nè. Ba chiếc cùng lúc luôn. Ý, 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 ý. Cũng mầm mầm luôn rồi. Ồ, anh dạt vô chiếc ghe qua nè. Nhiều chị gái đẹp gái quá nè. Rồi, máy nè mọi người. Cái máy nè. Cũng sông này nhỏ nhưng mà nước rất là xiết luôn. Giờ ở đây rất là tấp nập. Ghe cổ thuyền về đi đây rất là đông. Ba này làm gì anh cứ xiết xiết hoài ta. Ồ. Anh chỉ ra vô rồi suốt nãy giờ ba người nè. Cái máy của anh trong này máy lớn nè. Đó. Ủa rồi sao mà anh? Mà anh chạy mà anh tấp vô hả? Mọi người xem buổi sáng mà nước rất là xiết luôn. Chạy rất là lớn. Con làm gì nha. Đó. Mà đang tranh luận nè, tranh luận cái máy nè. Ủa, đi vô lại nè. Rồi đây anh em sẽ xem vô lại coi là thích luôn, mê thích luôn. Rất là nhiều vô lại ở đây. Đó, mọi người xem nè, cái máy nó còn lớn hơn người nữa.
một chiếc chỗ lại đặt máy rồi đang chạy qua đây. Rồi chắc đang thực gặp vô quá, dính bọc rồi. Mọi người nhìn cái con nước là mọi người thấy là nước ở đây cực kỳ xiết ha, nước chảy rất là mạnh luôn. Sáng sớm mà bên này nước chảy mạnh, mấy cái anh đang quay ở đây không biết làm gì nè các bạn, cho nên đỏ mấy nha quá. Một chiếc này xuôi dòng lui ra nè. Đường hàng vỏ lãi luôn nè, chiếc này chắc chạy máy xăng rồi, nghe tiếng máy là biết rồi. Xăng. Ồ, ở đây nè, dòng đó nè. Đó, mời xem nè. Được hết trơn. Đó. Đã chưa? Nghe tiếng máy nghe thấy phê phải không? To rồi. Quá dữ. Rồi nghe đã. Quá khói rồi. Đây. Máy là máy SKT hả? Trời các bạn xem không? Đoạn sông này vỏ lại chạy âm âm luôn. Đó. Anh em xem anh em thấy không? Ai mà ít khi nào được nhìn thấy sông nước ha. Thấy ghe tàu thì anh em thấy rất là thích ở đây luôn. Đó. Đây hiện tại Tết thì thành ra ở đây tăng cường đò ngang rất là nhiều ha. Em gái dễ thương quá nè. Đây, em gái đang đứng. Ôi bạn xem đứng luôn nè, không chịu ngồi luôn nè. Nguy hiểm không? Này yếu yếu mà không biết đường, đứng là đứng té luôn á, không phải giỡn đâu. Mình là mình không dám đứng hết đó. Con này là cổ chèo đò, đây là biết bao nhiêu năm ở đây trước mà mình có hay làm cái video về con này nè, con lái đò nè. Rồi em gái lên nè. Rồi khách xuống, bạn thấy không, đò hiện tại giờ Tết đã tăng cường rất là nhiều đò luôn. 5-6 chiếc còn chứ không phải là 1-2 chiếc nữa. Rồi xa xa có đò vỏ lãi chạy lên kìa mọi người. Đây anh em xem nè, có ghe biển luôn. Ok nhìn đã chưa, nói chung ở đây mọi người mà thích nghe tiếng máy với thích máy xe đồ máy sông nước ha, là tới đây là mọi người thấy mê tích luôn. Đây thò lò luôn. Rồi này chuẩn bị di chuyển rồi nè. Ồ, ngon. Anh em xem nha. Sao đây, cái gì đây chạy chậm lại ta. Đó mình có gì mình quay cận cảnh lên máy cho mọi người xem ha. Anh em biết máy gì thì anh em comment bên dưới cho Long biết đó nha. Đây rất là nhiều cái kiểu máy, nhiều hiệu máy mình cũng không nhìn ra được mọi người. Yanma hay là Isuzu hay là Daihatsu hay là mấy cái máy Kia đồ đó, nhìn cũng không ra được hết đâu. Anh em gần về máy anh em comment bên dưới cho mình biết đó nha. Wow.
bên kia có ghe cúng heo kìa, mua heo cúng rồi nè. Đây đó, đò ngang nha nè. Rồi ok, thôi video mình nghe cái video này mình tới đây mình kết thúc mọi người ơi. Mọi người nhớ nhấn một like, một share, một đăng ký kênh cho Long nha, để ủng hộ Long cũng như để nhận thật nhiều video mới nhất trong kênh Long miền Tây của mình nha. Cảm ơn tất cả mọi người. Thì năm mới sắp đến, chúc mọi người, tất cả mọi người được dồi dào sức khỏe, làm ăn phát tài, cũng như là dạng điều may mắn. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video tới giờ phút này nha. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.